resell sẽ được hỗ trợ gì từ phía người khổng lồ VRA. Thứ tư là một số dự án đối tác mà VRA đang triển khai. Và phần cuối cùng, một phần rất là quan trọng là giao lưu với khách mời của Lê Kim Anh. Xin mời chị đứng lên cho mọi người một tràng vỗ tay. Ok. Right. Ok, là phần trình bày trong chiếm sóng của em đã hết. Thì phần đầu tiên là xin mời bạn Hứa Quang Hiếu sẽ bước ra sân khấu và trình bày về thông tin thị trường thứ cấp. Mọi người vỗ tay cho Hiếu. Chào mọi người, em tên là Hiếu. Hôm nay rất là vui khi được đây để mà chia sẻ cũng như là giới thiệu với các anh chị những cái thông tin về cái thị trường thứ cấp. Thì trước khi bắt đầu thì Hiếu có một câu hỏi dành cho các anh chị, đó là thế các chị sẽ sản phẩm sơ cấp và sản phẩm thứ cấp là gì? Và là sản phẩm ạ, sản phẩm sẽ có quà. Đây có bài ạ, em mời chị ạ. Xin chào cả nhà, mình tên là Trâm. Thì sơ cấp ở đây là các sản phẩm làm việc trực tiếp với chủ đầu tư. Thì bình thường sơ cấp có thể là mình mua qua chủ đầu tư, có thể là thanh toán theo tiến độ hoặc là vay gì đó. Còn sản phẩm thứ cấp là đã bán xong, chủ sở hữu là chủ nhà thì chuyển nhượng lại. Và thanh toán 100% theo có phải có trả lời khác không ạ? Hay là cho Hiếu xin một cánh tay được không ạ? Dạ, em chào mọi người, em tên Nhân ạ. Thì theo em biết là sản phẩm sơ cấp là những sản phẩm mà chưa đi vào hoạt động và mua trực tiếp từ phụ huynh chủ đầu tư. Còn bên sản phẩm thứ cấp là những sản phẩm đã có đồng sản, đã gọi là hoàn thành, đã hoạt động và mình mua trực tiếp từ nhà. Dạ, hôm trước sản xuất là đầy đủ đúng không ạ? Và theo chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là sản phẩm sơ cấp là sản phẩm được bán được đầu tiên. Cuộc giao dịch sẽ là giữa khách hàng với lại chủ đầu tư hoặc là đơn vị các dự án. Sản phẩm thứ cấp là sản phẩm được giao dịch nhiều lần dưới hình thức là buôn bán chuyển nhượng hoặc cho thuê, thì nó sẽ giao dịch giữa cá nhân với cá nhân. Và thông thường thì mọi người sẽ nghĩ rằng là thị trường sơ cấp là thị trường đóng góp nhiều nhất vào cái tổng khối lượng giao dịch. Tuy nhiên thì trái suy nghĩ của nhiều người, thị trường thứ cấp lại là cái thị trường chiếm tỷ trọng cao hơn so với sơ cấp, vì tại thị trường này cung cấp cho khách hàng nhiều hơn những sự lựa chọn. Thì sẽ lấy cái ví dụ giống như là năm 2022 thì tổng nguồn cung căn hộ tại TP.HCM là 26.000 căn hộ, trong khi đó thì tại TP.HCM có tới 2 triệu căn nhà và chỉ cần 3% trong số đó có nhu cầu chuyển nhượng hoặc cho thuê, thì chúng ta thấy là thị trường nó rất là rộng và rất là tiềm năng chúng ta khai thác. Và đây chính là cái báo cáo của thị trường vào quý 2023. Thì cả nước ghi nhận là có 200 dự án nhà ở đang còn bán, hầu hết là các dự án cũ. Cái chủ tư họ tiếp tục triển khai cái giai đoạn mới. Nguồn cung căn hộ chào bán Hồ Chí Minh trong 6 tháng vừa qua chỉ đạt hơn 4.000 căn, giảm 70% so với cùng kỳ. Và xét lượng giao dịch tại Hồ Chí Minh trong 6 tháng năm chỉ đạt hơn 1.000 căn, giảm 90%. Theo mỗi năm và tỷ lệ cũng chỉ đạt 17%. Và chúng ta lại thấy rằng khan hiếm nguồn cung sản phẩm mới và tâm lý e ngại khách hàng đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái lượng tiêu thụ ở thị trường cấp và trường sơ cấp sau này. Vậy thì trong khi đó ở thị trường thứ cấp sau khi trải qua một cái giai đoạn trầm lắng thì đang có những tín hiệu phục hồi. Họ có thấy nhờ mức độ quan tâm mua bất động sản tăng 1% và mức độ quan tâm thuê bất động sản tăng 6%. Và đây chính là cái thời điểm rất thích hợp để tham gia vào bán thứ cấp. Tại vì dòng người đang có xu hướng quay trở lại Hồ Chí Minh. Và theo các cái chuyên gia họ vừa báo rằng cái nhu cầu về nhà ở sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới. Vậy thì với thị trường nó rất tiềm năng như vậy thì dẫn đến khi tham gia bán thứ cấp là gì? Nếu sẽ liệt kê ở đây 5 cái nữa. Thứ nhất
đó là trả phí nhanh. Các chị sẽ trả phí nhập phí ngay sau khi mà kết giao dịch là trong vòng 7 ngày, rất là nhanh so với là giao dịch sơ cấp. Thì giao dịch sơ cấp chị sẽ nhập phí từng đợt và theo cái tiến độ tái ổn hàng. Cái thứ hai đó là nguồn sản phẩm đa dạng và phong phú. Tiên ở Việt Nam thì các chị không chỉ có giảm hàng cho các hàng ký gửi mà anh chị còn thể tiếp cận được giảm hàng một cái chủ đầu tư là những cái còn lại, hoặc là và một cái nguồn hàng thanh lý từ các ngân hàng ở đây ra trong tác. Thứ ba đó là xây dựng mối quan hệ với khách hàng, và khi sau khi các chị đã bán xong thì các chị hoàn toàn có thể giới thiệu với khách ví dụ nhà hoặc một cái dự án mới, một cái bất động sản khác để có thể tiếp tục tái đầu tư. Và đối với khách mua sau thì ta phải cung cấp thêm một vài dịch vụ cũng như là dịch vụ vận chuyển nè, dịch vụ thiết kế nội thất và dịch vụ bảo trì những cái thiết bị điện trong nhà. Và cái cuối cùng đó là và thứ tư là gia tăng thu nhập. Thì Hiếu muốn chia sẻ mỗi câu chuyện của Hiếu. Trước đây Hiếu từng làm sale và có nhiều chị nói Hiếu là phải nhớ cách gì thì chuẩn bị nó rất là tiềm năng, nhưng mà Hiếu lại không nghe. Có những nghĩ là phí nhớ cách chỉ có 100, trong khi đó sơ cấp nhà là 3-4 trăm tùy dự án. Nhưng mà mình nhận ra đó là sai lầm của mình, tại vì khi các chị làm chuyên về một khu, ví dụ như tinh thông sẽ chịu bắt các chị tập trung chuyên về khu vực đó thì một ngày 20 ly cho phê và một ly chuyển dụng rất là bình thường, và đã có rất nhiều những anh chị giàu lên và chỉ là tính thật thôi. Tại vì dùng rất là thị trường nó rất là bình thường và nó luôn có nhu cầu cho phê được chuyển dụng. Và cuối cùng là chủ hỗ trợ AIRA, thì để cho tìm hiểu rõ hơn về AIRA sẽ hỗ trợ những gì thì nếu xin mời anh Dũng sẽ chia sẻ với anh chị. Dạ, cảm ơn ạ. Giờ mọi người nghe thằng Hiếu chia sẻ về cái lợi ích khi tham gia thứ cấp cũng có thấy hấp dẫn không ạ? Thì đương nhiên là khi mà các anh chị có mong muốn bán thứ cấp thì đương nhiên các anh chị ngoài thành phố thì anh chị cũng phải có sự cần, tức là cần những sự hỗ trợ nhất định. Thì ở đây thì AIRA cũng sẽ có những cái sự hỗ trợ cho các anh chị. Đầu tiên đó là về chính sách, tức là anh chị có thể thấy là có ở AIRA các bạn có thể là được tới 6 cái về sự hỗ trợ từ AIRA rồi. Thì mình sẽ đi chi tiết cái hỗ trợ AIRA là những hỗ trợ như thế nào. Đầu tiên đó là về chính sách. Thì hiện tại đối với bộ phận thứ cấp thì mình có đang có các sự hỗ trợ là đầu tiên là phí nha, mình sẽ được cộng 5% phí môi giới mang về và sẽ được nhân 5 dân số đối với giao dịch cho thuê và nhân 3 dân số đối với những giao dịch chuyển nhượng. Ngoài ra thì các bạn sẽ được phí, các bạn sẽ được trả trong vòng 7 ngày, thì cái đó là rất là nhanh. Trên thị trường nếu mà các bạn đối với các bạn bán sơ cấp á, thì các bạn có thể biết rằng là không thường được phí thì các bạn nhờ các bạn phải theo tiến độ của chủ đầu tư, tức là các bạn phải thường là phải ký hợp đồng bán thì các bạn có thể nhận đầy đủ 100% cái phần phí phải không? Tuy nhiên đối với giao dịch thứ cấp rất là nhanh, thì đối ở AIRA thì mình chỉ cần 7 ngày thôi các bạn có thể nhận phí rồi. Ngoài ra thì đối với giao dịch cấp đó, thì các bạn cũng sẽ có các tờ giải pháp hàng tháng và hàng quý, và mỗi lần mình sẽ có được những cái khuyến mãi, những cái ưu đãi chính sách từ AIRA. Ngoài ra thì như lần trước mà anh Hải có chia sẻ thì các bạn cũng biết đó là mình sẽ được đối với cái giao dịch cho thuê và chuyển nhượng các bạn sẽ được cái phiếu bốc thăm, và cuối năm các bạn sẽ được trúng ở ô tô. Thì cái chương trình này thật sự là em thấy rất là hấp dẫn. Đối với cái giao dịch mà thứ cấp nó rất là dễ các bạn chỉ rất là dễ để đạt được, và các bạn hoàn toàn có thể là đạt được những cái
hỗ trợ cho AI. Tiếp theo là một công cụ. Thì không biết là anh chị ở đây anh chị có ai không có đi tham gia cái buổi Rocktech vào ngày 8 tháng quê ra không ạ? Ở đây có ai không đi không? Có một chị đúng không? Không đi nha. Dạ, tất cả anh chị đây đều tất cả mọi người đi hết đúng không ạ? Thì tại buổi hôm đó thì các anh chị cũng đã nghe chia sẻ về những cái công nghệ mà AI đang có. Thì ở đây nó sẽ có là về trên app My Agency của mình và những cái ứng dụng White Laborat và Conexo này. Đó là những cái công cụ mà AI đang có và đang hỗ trợ rất là lớn cho các anh chị, các bạn chỉ cần tư cấp để tiếp cận khách hàng một cái sự khác biệt hoàn toàn so với những hệ lý môi giới khác trên thị trường. Tiếp theo phần admin hỗ trợ thì các bạn biết đó là ở đây là chị Nguyên sẽ là admin của team resale của mình. Thì admin ở đây sẽ các bạn sẽ hỗ trợ các bạn hoàn toàn tất cả những thứ về thông tin về đăng ký listing nếu các bạn có nhu cầu và các bạn đăng ký listing. Cái listing mà dân thị trường đi cấp và AI đang có và có thể là liên kết hợp tác với những anh chị khác đang có hàng. Về quy trình đó thì em có sơ qua cái quy trình ha. Đầu tiên đó, để mình gửi listing đó, thì mình hãy điền cái thông tin vào cái form mẫu và sẽ gửi hình ảnh cho chị Nguyên cũng như là gửi cái thông tin profile của mình cho chị Nguyên để chị Nguyên sẽ cập nhật thông tin và sẽ post thông tin lên các group của AI và trong và trên các cái nền tảng nhà tố và bất động sản thì mình đã những cái thông tin này sẽ post trong trong vòng 1-2 ngày sau khi mà bạn Nguyên có đầy đủ thông tin từ anh chị. Về hỗ trợ bản tin thì các anh chị hoàn toàn thứ nhất ở AI sẽ hỗ trợ các anh chị về tài liệu bản tin, tài liệu này là gì, những cái listing presentation, tức là những cái mẫu mà để anh chị có thể là đi gặp khách hàng để nói chuyện, để giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, cái mục tiêu của bất động sản mà anh chị đang nắm. Và ở AI sẽ hỗ trợ các anh chị là những cái rõ hàng độc quyền về quảng cáo, nghiên cứu thị trường nè, vinh danh event. Thì vinh danh đó hôm đợt vừa rồi mọi người cũng có đi buổi vinh danh vừa rồi đúng không ạ? Đó thì mọi người có thể là hoàn toàn đó là những cái vinh danh ở đây thì đó là hoàn toàn những cái mà gọi là giúp cho các chị giống như là một sự công nhận đó, một sự công nhận trong những cái sự nỗ lực của anh chị trong quá trình mà mình bán hàng. Và đồng thời đối với những anh chị chưa có cái sự giao dịch thì bạn mới ở đây thì hoàn toàn là có thể là có được những cái sự chia sẻ coi những mình đang có năng khiếu cái gì và đang cần cái gì thì có thể là hoàn toàn là tương tác với khách mời đó. Ngoài ra thì sắp tới AI mình cũng sẽ có những buổi tổ chức cái buổi open cao hàng tuần, dự kiến là sẽ tổ chức cái lần thứ bảy hàng tuần. Nếu anh chị mà có những cái listing mà muốn mong muốn mà tổ chức open cao thì bạn có thể là gửi thông tin về cho admin là chị Nguyên để mình có thể là mình tổ chức cái buổi đó để tạo sự tương tác với khách hàng dễ chốt cho dễ hơn. Về training thì training ở đây á thì thật ra nó là training thôi nhưng mà thật ra là đang sao tạo những kỹ năng nhất đối rất là quan trọng đối với những bạn mà mới, những bạn mới bắt đầu chưa biết làm gì, mình sẽ đào tạo từ đầu các bạn phải làm như thế nào, đào tạo những kỹ năng chơi xe, chốt xe như thế nào, đó là những kỹ năng quan trọng cho những bạn mới. Tuy nhiên ở đây những anh chị rất là nhiều kinh nghiệm rồi, tuy nhiên các bạn đôi khi có những anh chị
nghiệp. Tuy nhiên đó là mình đôi khi mình vẫn có thể nghe lại, mình có thể là thiếu sót cái gì, mình cần bổ sung cái gì để mình gọi là cải thiện hơn. Và những cái buổi training này dự kiến bên team Resell của em sẽ là tổ chức đều đặn hàng tuần liên tục cho mình để mình có luôn luôn trong cái sự học hỏi và cải thiện bản thân. Ở đây Đạt sẽ hỗ trợ các chị về sản phẩm từ những cái nguồn mà listing công ty mang về, hoặc là các anh chị xây dựng khác mang về, hoặc là từ cái giỏ hàng mình chủ đầu tư, đó là những cái giỏ hàng mà công ty liên kết hợp tác với chủ đầu tư đã mang về. Đây là một số cái dự án mà EDA hiện tại đang triển khai xuống cấp, thì anh chị có thể tham khảo. Sau đây thì chắc là để anh gửi em số điện thoại của các bạn, em muốn đăng ký và báo cho bạn nha. Tham khảo các căn hộ ở đây thì mình thấy
căn hộ ở đây có nhiều cái view đẹp, nhất là lớp A, lớp view của Landmark 81. Và đây nằm ở trục vùng bên của vòng xoay ở Lương Văn Vũ, quận 2, trung tâm về khu trung tâm hành chính của Thủ Thiêm rất là gần. Cho nên là về giá ở đây cũng khá là ổn để các bạn có thể là resell ở cái dự án này. Nó cũng đã bàn giao vào năm 2019 và đợt này sắp mở bán Block B. Dạ, cảm ơn chị. Ngoài ra thì cái dự án cuối cùng là dự án em nghĩ là ở đây ai cũng biết là dự án Vinhome Center Park. Thì dự án này thì sắp tới thì team đang có ý định triển khai. Thì nếu anh chị nào có mong muốn tham gia cùng thì có thể là gửi thông tin đăng ký với bạn bạn Nguyên. Một dạng rất là hấp dẫn. Hello. Mọi người cho đi một chút xíu ở ngoài những dự án mà mình đang có trên đấy thì do cái lượng mà sales đăng ký và cái team resell khá đông nên là công ty sẽ mở rộng thêm một số dự án, ví dụ như One, Veranda của công ty Kim Oanh đúng không? BSD. Cái thứ hai là Infinity ở quận 7. Cái thứ ba là Metro Point. Và cái thứ tư là của Zenity của anh Vũ Đức Duy đóng đô của anh. Đó thì do cái số lượng resell đăng ký quá đông và tháng 9 sắp tới là tháng của resell sẽ tập trung đánh mạnh, đặc biệt ở Vinhome Central Park. Ngoài ra ERA cũng có hỗ trợ rất là nhiều chương trình dành cho các team resell, nhất là 9 ngày chuyển quân. Thì chi tiết như thế nào thì các bạn cứ lên trang của ERA và đặc biệt trang fanpage của Andy Nguyễn. Anh em Nguyễn thì có thể là cập nhật tất cả các thông tin trên đó. Và ngoài ra, group của EA có một cái trang page về group thông tin bất động sản Việt Nam. Không biết là ở đây có ai chưa tham gia không ạ? Group thông tin bất động sản Việt Nam. Ai chưa tham gia cho đây giúp em ạ? Để em nhớ mặt một chút em bắt tham gia liền. Dạ. Thì cái group thông tin bất động sản Việt Nam là cái group của cái team resell của anh Andy. Thì cho tất cả các thông tin liên quan về hoạt động của ERA, hoạt động của anh Andy Nguyễn, team resell sẽ được cập nhật trên đó cùng song song với lại cái fanpage của anh Andy, nên là mọi người có thể lên đó để cập nhật. Và ngoài ra thì còn có cái thứ hai nữa là cái đội kho chim. Hồi nãy anh Dũng có giới thiệu sơ về đội kho chim của resell, thì kết luận vừa rồi thì bên team resell cũng thông báo khá là nhiều, khá là các anh chị đã đăng ký là kho chim. Thì bên anh thì sẽ đang lập lại và finalize lại xuống cuối cùng. Nhưng mà khi mà mọi người đăng ký làm kho chim sẽ có được rất là nhiều quyền lợi. Thứ nhất là cái listing độc quyền cho kho chim và các bạn sale. Cái thứ hai là hỗ trợ các bạn 24/7 song song những cái hỗ trợ mà đã có những cái resend của trình bày. Và đặc biệt là cam kết với các bạn là 1-3 tháng tới các bạn sẽ kiếm được tiền, với điều kiện các bạn sẽ làm bắt buộc mình phải quyết tâm với mình làm, chứ không có cái gì không làm mà gặp tất bằng ăn, không có cái gì mà tự nhiên rơi xuống cả để bắt buộc. Anh Andy chỉ hỗ trợ tất cả nguồn lực mà anh Andy có, team resell hỗ trợ tất cả những cái nguồn lực mà team resell đó, và đặc biệt mình sẽ đứng trên vai người khổng lồ và EM Việt Nam để mình có một cái động lực. Và cơ bản là các bạn sale cũng là cái người mà có quyết tâm và để kiếm tiền, quyết tâm kiếm tiền hay không này cũng nằm ở các bạn sale. Và những cái anh chị mà sales mới vào chưa có nhiều kinh nghiệm về bất động sản, chưa có nhiều kinh nghiệm về resell, thì team resell sẽ hỗ trợ các bạn bằng rất là nhiều chương trình đào tạo mà team resell có chuẩn bị. Thì sau những cái chương trình đó thì các bạn có nghĩa là sẽ được cầm tay chỉ việc để các bạn có thể là đánh chiếm những cái dự án mà các bạn triển khai được cùng với. Em xin thông báo là sau cái buổi call team, phòng báo call team thì kết quả sẽ được thông báo cho mọi người trong tuần này, và dự kiến là sẽ họp buổi đầu tiên vào ngày 5/9 tuần sau, sau lễ luôn. Thì sẽ có email gửi đến tất cả những anh chị mà đã tham gia phỏng vấn. Anh Phương nè.
Cái phần tiếp theo đó là cái phần hồi nãy Tim quên thông báo với mọi người, đó là phần là có một câu rất vui để xem mọi người có đang tập trung không, để có những cái kiến thức và những cái chia sẻ từ chị Michelle cho mọi người có chú ý hết không. Thì phần tiếp theo sẽ là phần câu cái câu hỏi này là anh rất là mong chờ bạn hỏi nha, để anh flash tiếp. Anh vừa mới nhận là PSC của dự án One Grand Dam quận 2, và đây sẽ là một cái dự án mà anh tập trung rất là mạnh. One Grand Dam thì có một cái điều rất là đặc biệt, chắc chắn là sau này anh sẽ làm với team resell rất là nhiều, tại vì One Grand Dam có một cái rổ hàng sơ cấp là hơn 200 căn. Nếu như mà người ngoài không biết thì sẽ gọi đây là một rổ hàng tồn. Thì giống như vừa nãy ở trong định nghĩa là mình có nói là rổ hàng tồn cũng được gọi là rổ hàng thứ cấp 1 nhỉ. Thì cái đó là một cái sự giao thoa giữa cả hai thứ cấp và sơ cấp, nhưng mà cái cơ hội của nó rất là lớn, và cái đặc thù của rổ hàng mà của chủ đầu tư bán đồ trong khi đã bàn giao rồi ấy, và hiện tại đang mở bán thì nó sẽ có cái sự khá là gọi là nó sẽ khác với cái rổ hàng thứ cấp, và cũng sẽ khác với rổ hàng sơ cấp mà chưa hình thành, tức là nó là cái sự giao thoa giữa hai cái loại hình, nên là nó cũng có những cái điều rất là hay. Là hay và vậy nên là anh chọn OneData. Sáng nay nếu như mình có hello, ok, cảm ơn anh. OneData tập trung bây giờ, nếu như là mình có khoảng đâu đó là một phút để mình có thể là hết chi dự án của mình để lo kéo anh chị người tham gia, mình sẽ nói gì? Để đây trong một tuần trước có học lớp anh Tùy Nguyễn một cái thuật là elevator pitch, tức là một cái đoạn thuyết trình trong thang máy. Cái đoạn này rất là nhanh đó các bạn, một phút, nhưng mà trong một phút ở đây mình phải nói ra những cái điều đặc biệt, những cái gì mà dự án mình chỉ có One về là có, mà những cái dự án mà không có, nói là thế nào để cho tất cả các anh chị resell sau này là muốn tham gia dự án của mình thì mình sẽ trình bày như thế nào. Đối với OneVenda đó thì cho anh hỏi ở đây là có bạn nào chưa biết gì về OneVenda không ạ? Thật lòng nha. Ở đây là mình chia sẻ học hỏi lẫn nhau nha mọi người, chứ không có khảo bài hay gì hết. Nếu như mà mình chưa biết gì về OneVenda thì em khuyên là mọi người nên biết nha. Tại vì nếu như mà mọi người không tìm hiểu thì mọi người sẽ bỏ lỡ một cái cơ hội rất là tuyệt vời để kiếm tiền trong thời điểm này. OneVenda dự kiến là sẽ có sóng nha mọi người, sẽ có sóng. Và nó đang là một cái dự án gọi là bắt được cái trend của cái thị hiếu hiện tại của người ta. Bây giờ nếu là sử dụng bây giờ anh chị cần hỏi thôi, khách hàng họ tìm kiếm một cái sản phẩm gần trung tâm, tức là cách quận 1 chỉ ra còn khoảng 10 phút thôi, một sản phẩm mà có thể nhận nhà liền, ở liền, nhưng mà thanh toán giãn, mà giá cả là hợp lý, tất cả đều có ở OneVenda. Và ngoài ra thì ở đây chúng ta còn có một cô PSD rất là tuyệt vời nữa, nên là mọi người hãy đến OneVenda nha. PSD bà. Ok chị Anh, cảm ơn chị Anh, chia sẻ rất là thiết thực vừa rồi. Thì chị Anh, cho em hỏi chút xíu là cái kinh nghiệm mà chị mình làm sơ cấp với lại là thứ cấp nó có khác biệt nhau nhiều không? Ví dụ như là bây giờ một anh chị agent ở đó đang làm sơ cấp mà muốn chuyển qua làm thứ cấp thì nó khó khăn không? Nó khó không? Sơ cấp và thứ cấp nó có rất là nhiều cái sự khác biệt. Chỉ cần mình nhìn theo, ví dụ như là mình nhìn về cái thông thái bên ngoài và cái cách mà tư vấn của một người sale sơ cấp mà chưa từng làm thứ cấp nha, cũng nó cũng sẽ khác với một cái người sale chuyên làm thứ cấp mà chưa làm sơ cấp bao giờ. Nhìn vào cái tác phẩm và cái cách tư vấn của các bạn ấy là cũng sẽ khác nhau. Còn cái việc mà chuyển từ sơ cấp qua làm thứ cấp nó có khó không ấy, thì vừa khó vừa không khó, sự là như vậy. Nhưng mà về cơ bản là sẽ làm hết thôi, nếu như mà mình có được cái sự chỉ dẫn và sự hướng dẫn của những người mà kinh nghiệm đi trước một cách hơn hiệu quả. Thật ra thì em nghĩ là khi mà mình đã làm bất động sản rồi thì cái việc là sơ cấp hay thứ cấp á thì bất tùy xe nào mình rồi cũng thể va chạm thôi, chứ là mình sẽ làm cả hai. Nhưng mà hồi nãy chị có chia sẻ, nếu như mà các anh chị nào chưa có kinh nghiệm nhiều về thị trường thứ cấp thì có, đừng có lo, tại vì sẽ có team resell sẽ đồng hành cùng tất cả các anh chị, sẽ hướng dẫn, sẽ hỗ trợ tận tình về listing, về các giỏ hàng, rồi về hỗ trợ về marketing, về hỗ trợ từ ERA đăng
tính nên là mọi người đúng không? Và không biết là khách mời các anh chị agent ở đây có câu hỏi nào đặt cho chị Oanh không ạ? Chị Huyền ạ. Chị cho chị hỏi một câu hỏi này. Thị trường hiện tại bây giờ là một thị trường đang khó, không ra nhiều một mình của Anverana. Tất cả các dự án trên thị trường bây giờ có tình trạng hàng bắt ăn lỗ so với cái giá mua ban đầu. Chuyện này xảy ra rất nhiều. Vậy thì cái này chị không hỏi đi một mình của anh đâu, có thể là hỏi cả team resale luôn. Đối với một cái sản phẩm mà đang ở hợp đồng mua bán chưa ra sổ, giá trên hợp đồng mua bán cao hơn giá resale bán ra tại thời điểm hiện tại. Và câu chuyện rằng chuyển nhượng hợp đồng mua bán thì đương nhiên mình phải chuyển nhượng ra phòng chính là mình phải chuyển nhượng theo cái giá trên cái giá bắt đầu hợp đồng mua bán, hay là mình vẫn đi hợp đồng mua bán bằng cái giá thực tế giữa hai người mua. Ví dụ giá trên hợp đồng mua bán là 20 tỷ, bây giờ giá cắt lỗ theo giá thị trường 30%, bán 14 tỷ, giờ người bán và người mua. Vậy thì cái câu chuyện ở đây là mình sẽ thực hiện về chuyển nhượng hợp đồng mua bán tính trên giá nào là điều đầu tiên. Thứ hai, đối với trường hợp khách hàng này là khách hàng có nhu cầu vay vốn, thì hiện tại tất cả các ngân hàng người ta sẽ cho vay định giá tài sản ở thời điểm hiện tại, không dựa trên giá của hợp đồng mua bán bắt đầu phát hành từ chủ đầu tư. Vậy thì bây giờ hãy giúp một người sale nói chuyện với khách hàng làm sao đó để khách hàng hiểu được rằng bây giờ khách hàng được mua với cái giá 14 tỷ thay vì hợp đồng là 20 tỷ và được ngân hàng giải ngân với cái mức vốn nào là mức vốn tốt nhất. Thì anh hoặc là team thì sẽ có thể hỗ trợ mình câu hỏi này. Cái này nó thuộc về quy trình pháp lý đó, điều anh chắc là nhiều cho team resale trả lời. Team resale không biết là mình có hỗ trợ. Có một người chắc chắn là đã có kinh nghiệm này rồi, đó là chị Tracy. Vậy mình nhờ chị Tracy hãy chia sẻ kinh nghiệm cho chị Huyền không ạ? Chị Tracy lắm nha. Chị Tracy, hỏi lại. Chị Huyền ơi, Huyền chị Huyền brief lại câu hỏi cho chị Tracy của chị. Cái câu hỏi của Huyền nãy giờ đang trả lời khách hàng cho nên là hơi lớn nữa một chút. Nhưng mà đầu tiên á, chị xin chào mọi người nha, resale ở đây. Thì có câu hỏi rất là hay và là một cái câu hỏi mà tại thời điểm này rất nhiều khách hàng thì giờ đang đi sang hàng ngộ, đồng ý không mọi người? Đồng ý nha. Và có một cái thực tế là có rất nhiều những giao dịch bất động sản gần đây ấy, cái giá mà để chuyển nhượng ấy còn thấp hơn giá trên hợp đồng mua bán. Theo kinh nghiệm của JC á, ở cái giai đoạn mà năm 2023 đi từ 2022 trở về trước, tất cả những cái giao dịch mà đang có cái giá chuyển nhượng thấp hơn giá trên hợp đồng mua bán gốc á thì hầu như là bị thuế cả về, không được. Các bạn phải bắt viết cam kết, thậm chí như là bị đôi lên bắt làm cái cam kết rất là dài. Lý do vì sao mà tôi bán mà ngày xưa như chị mua cái thông ra bắt thôi nha. Cái giá mà mua bán thì chị Trinh biết chỉ có nghĩa là cao hơn một chút á, chứ không phải là giá bán đâu thì không chậm. Nhưng năm 2023 có lẽ là bên các cái cơ quan ban ngành cũng như là chi cục thuế thì họ cũng đã thấu hiểu cái sự ngột của những người kinh doanh bất động sản cũng như của những nhà đầu tư. Thì tại thời điểm này gần nhất đó là tháng 7 nè, thì JC cũng có một cái giao dịch bất động sản đó mà giá thấp hơn so với giá trên hợp đồng mua bán, thấp hơn lần đầu tiên thì vẫn được qua như bình thường. Và về cơ bản về kỹ thuật đó thì chúng ta hoàn toàn có thể giải thích là về việc là cô bán đúng cái giá bao nhiêu đây và chứng minh được với cơ quan thuế rằng đây là cái số tiền mà họ có giao dịch thực tế có chuyển qua tài khoản, thì cái giao dịch này nó cũng sẽ không gặp khó khăn trong vấn đề là phải giải trình, phải cam kết rồi phải là có cái cơ quan thuế nữa. Thì đó là cái ý đầu tiên để trả lời ha. Còn ý thứ hai thì theo JC nói, JC nghĩ là với một cái cách mà để làm việc với khách hàng thì khách hàng mà nhận thấy đây là một cơ hội ngàn năm có một, đúng không?
rất là hiếm khi trong suốt 30 năm hình thành và phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam thì chúng ta có tổng cộng là 8 đợt bất động sản lên và xuống. Nhớ là lên và xuống, có những lúc thì gọi là nóng cực kỳ, có những lúc nóng lên từng 2-3 năm, chúng ta có 8 đợt như vậy rồi. Và cái đợt này thì dự kiến nó cũng kéo khá là dài. Theo tôi xin nhận định thì nó không có tại khá là tháng này tháng sau mà nó có thể hồi phục một cách nhanh chóng được, cho nên đây là một cái cơ hội mà dành cho thị trường thứ cấp để chúng ta có thể thuyết phục khách hàng. Đây là một cái thời điểm thích đáng để được khách hàng lên tập trung sự chú ý của mình, tìm kiếm được những bất động sản phù hợp nhất cái nhu cầu để ở để đầu tư. Cho nên sau hai lần như thế không có thấy cái sự khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng là đây là cái bất động sản mà giá nó thấp hơn so với giá đầu tư ban đầu, mà hãy cho khách hàng thấy rằng đây là một cái cơ hội. Bởi vì khi mà thị trường hồi phục lại chắc chắn là không có cái gọi là thiên thời địa lợi và nhân hòa để có thể mua được một cái giá giảm nhiều so với giá mà mua bán trước đây nữa. Còn nếu như bạn nào mà có khó khăn về việc ví dụ như là khai báo thuế hoặc là việc khó khăn ở trên cái việc mà làm cái chuyển nhượng thì các bạn có thể inbox cho JC, sẽ hướng dẫn cụ thể. Và nếu mà cần thì JC gửi những cái mẫu cam kết hoặc là những cái mẫu mà để mình giải trình với cơ quan thuế cho các bạn, để các bạn có thể có tự tin để làm việc với khách hàng mình nha. Cảm ơn mọi người. Câu mà em đang hỏi tiếp theo. Em mời anh Trinh. Cái câu của em là của em một chung cư mà giá thấp mình vay ngân hàng á, thì về vay ngân hàng mình sẽ có hai cách, một là cuối đường. Ở đây em không hỏi là mua chung cư hay là mua cái gì, em hỏi là mua sản phẩm bất động sản. Rồi. Ví dụ đó là đất nền, nhà phố, chung cư hay là con hàng. Vậy đất nền ngân hàng rất khi nào cho vay ở thời điểm này đó. Rồi, em đang nói là với một cái sản phẩm ở thời điểm hiện tại, em không phân biệt đó là sản phẩm gì, nhưng chắc chắn là câu chuyện hàng cắt lỗ ở thời điểm hiện tại có thể 25-30%. Và đương nhiên là tất cả các ngân hàng người ta sẽ chỉ cho vay định giá giá trị tài sản ở thời điểm hiện tại. Và em đang nói về câu chuyện là sản phẩm đang liên quan đến hợp đồng mua bán hoặc văn bản chuyển nhượng và văn bản thỏa thuận, thì là mình sẽ phải xử lý như thế nào? Cái câu hỏi này thực ra em đã đọc rồi, nhưng mà em chủ đích hỏi ở đây không phải là hỏi để cho bạn là PhD của Canada hay là team trả lời. Biết đâu đó tất cả các anh chị ở đây đã thực lập, nếu chúng ta có thể tương tác với nhau để tất cả mọi người cùng tự nói lại với nhau, để biết đâu đó ta sẽ gặp trường hợp như vậy. Đối với đất nền thì những người mình mua ngân hàng nó sẽ không cho vay và phải sử dụng các tài sản khác để mua đất nền. Còn mà mình mua bao nhiêu thì mình chuyển khoản của ngân hàng bấy nhiêu là mình sẽ mua được. Còn đối với nhà phố thì chúng ta mình mua nó sẽ nhờ ngân hàng thẩm định một khoảng 3-4 triệu gì đó, nó thẩm định ra cái tờ giấy và nó có thể cho mình vay. Và khi mình muốn mua thì mình mua theo đúng cái giá đó. Còn với chung cư thì cũng thấy ngân hàng có rất ít cho vay, từ khi nào mà cái ngân hàng nào mà nó đã bảo lãnh như vậy đó, nó sẽ có thể đánh giá để cho vay, vì quy định ngân hàng bây giờ là nó phải có sổ. Còn mà tức thì cũng có nhiều năm làm nhà ngọt rồi thì mình cứ thuế hơn, mình cứ mua bao nhiêu mình cứ để đó, rồi sau đó là sẽ giải trình như thế. Bây giờ họ cũng đã thoát nó xử lý rất nhiều. Lúc trước ví dụ như mua khoảng 5 tỷ mình để 800, còn bây giờ thì mình để khoảng 4 tỷ. Ở đây em không hỏi là thuế khai bao nhiêu, em đang hỏi là khách hàng thứ nhất bán đến khách hàng thứ hai người ta không đủ vốn để người ta chuyển nhượng cho khách hàng thứ một nhất. Bây giờ người ta có nhu cầu vay vốn của ngân hàng và ngân hàng đồng ý cho vay, nhưng mà chỉ cho vay với giá tại thời điểm hiện tại một cái căn nhà đó khi trên hợp đồng mua bán là 20 tỷ, bây giờ giá bắt đầu 30% là nó còn có 14 tỷ. Bây giờ ngân hàng chỉ cho vay trên cái giá 14 tỷ đó là định giá 50%, 70% trên giá 14 tỷ. Vậy thì bây giờ mình sẽ giải quyết như thế nào về cái câu chuyện chênh lệch giá? Giá cho hợp đồng mua bán chủ đầu tư là 20 tỷ. Bây giờ giá thực tế bị giao dịch của mỗi 4 tỷ thôi. Bây giờ cái câu chuyện là mình sẽ phải xử lý như thế nào? Thì
Rồi cảm ơn câu hỏi của Miền ha. Thì đối với cái việc đó cho vay ngân hàng ở đây cũng rất là đơn giản mọi người. Các bạn nhớ nè, giá thị trường, không có một cái giá nào gọi là giá thị trường trước đây và giá thị trường bây giờ hết. Cái giá thị trường là giá mà khách mua và người bán đồng ý với nhau là sẽ thỏa thuận. Trang đứng lên trên diễn đàn luôn đi. Không quay nè. Cho nên đó là cái giá mà mọi người đang nói á, là một cái giá mà đó người mua và người bán đồng thuận thanh toán với nhau. Cho nên chúng ta đừng nghĩ đến cái giá của bất động sản này là giá 20 tỷ. Giá của bất động sản tại thời điểm này chỉ là 14 tỷ thôi, bởi vì đây là giá người bán sẵn sàng nhận 14 tỷ và người mua sẵn sàng bỏ 14 tỷ ra mua với một cái sự quy đổi ngang bằng với bất động sản này. Các bạn cũng nhớ là vậy nha. Đừng nghĩ là giá của nó trước đây là 20. Giá thị trường nó không quan trọng bằng giá mà người mua và người bán chấp nhận. Yếu tố thứ hai là ngân hàng họ sẽ cho vay cho cái người mua thứ hai đó vay á, bất động sản không dựa trên, không dựa hoàn toàn trên giá trị của bất động sản. Họ sẽ cho vay dựa trên dòng tiền và thu nhập có chứng minh được của người mua. Chính vì vậy cho nên thu nhập nó sẽ có định hình lớn đến việc là họ được vay với giá trị là bao nhiêu. Ví dụ ở đây quan thời gian là hiện giờ ngân hàng Vietcombank đang cho vay 70% với giá trị trên hợp đồng mua bán. Nhưng mà các bạn nhớ lại 70% không có nghĩa là một căn nhà này 10 tỷ khách hàng được vay 7 tỷ nha, không có. Bạn phải chứng minh được rằng thu nhập của bạn có khả năng thanh toán tiền hàng tháng cho cái khoản vay 7 tỷ này. Nếu không, ngân hàng sẽ giảm cái mức LTV, người ta gọi là loan to value á, là hạn mức khoản vay xuống và đôi khi khách hàng của chúng ta chỉ được vay 2 đến 3 tỷ, đó là điều bình thường. Chính vì vậy cho nên là để giải thích cho khách hàng đó là giá thị trường nó 20 tỷ và anh chị đi vô đây anh chị có thể mua được cái giá là 14 tỷ và ngân hàng cho vay 14 tỷ thì cái đó là cái mà sự tư vấn sai hoàn toàn nha mọi người. Đừng nên tư vấn như vậy, bởi vì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ fail và khách hàng của chúng ta cũng sẽ rất là dễ mất tiền cọc nếu mà khách hàng đã gọi là bồi bán hoặc tiền cọc. Thì cái câu trả lời đây của chị sẽ có hai ý chính. Một á, là thu nhập của khách hàng có đủ khả năng thanh toán cho khoản vay max mà ngân hàng đồng ý cho vay hay không. Và ý thứ hai là giá của thị trường tại thời điểm này là giá được định giá của ngân hàng và sẽ được cho vay trên cái hạn mức mà ngân hàng họ có một cái quy trình để check á, và họ sẽ đưa ra được cái mức cho vay là bao nhiêu đối với dự án này và khách hàng này. Và khách hàng này nha, cái profile của khách hàng cũng quan trọng không kém gì profile của bất động sản hết. Rồi, rồi nếu mà các bạn có câu hỏi thì chúng ta sẽ giải đáp cảm ơn. Dạ, cảm ơn phần trả lời rất là chi tiết của chị Chi Si. Và không biết là chị đây mình còn có hỏi nào đúng không ạ? Dạ, chị Oanh ạ. Mọi người ơi, có câu hỏi gì không ạ? Pháp lý, dạ. Là mình chuyển qua khỏi về pháp lý ra. Dạ, pháp lý của dự án đã đầy đủ hết rồi và mình đã có một cái đợt là xuống đã thu mua tiền mặt sổ của cư dân rồi và từ hồi tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên thì do là cái quá trình mà người ta bắt đầu tiến hành xin sổ đã bị ngưng lại do một vài vấn đề khắc phục các dự án mà lớn ở trên khu vực nên là hiện tại là toàn thành phố Hồ Chí Minh là không ngưng cấp sổ mới nên là mình chưa có thể ra sổ được. Nhưng mà mọi người biết là để đến được cái quy trình mà thu tiền để làm sổ rồi ấy, là cái giấy tờ và pháp lý đã đầy đủ rồi. Dạ. Nên là quan bên ta về pháp lý không phải lo. Dạ. Chị em hỏi là còn câu hỏi nào không chị? Không ai hỏi. Nhưng mà họ thích ở cái điểm là
tất nhiên là tải xe của mình là tầng nổi tầng 1, tầng 2 lên luôn để được thông thoáng, nó sẽ phòng cháy chữa cháy ok. Nhưng mà đổi lại là không có cái sảnh đón á, thì họ nói nó mất đi cái điểm gọi là một cái sảnh đón tượng trưng cho một cái bộ mặt của một cái căn hộ chung cư á. Thì khi mà họ đến họ kiếm khách thì thường sẽ có một cái sảnh rồi sẽ có bể tân rồi này kia, nó sẽ cao cấp hơn á, thì mình thì bị thiếu cái đó á. Cũng là cái nhân vật đang làm rất cao từ khách mà đủ được thì tôi sẽ mua điện thoại cái điều mà chị nói là đúng nha, tức là hiện tại bây giờ đối với tất cả các dự án căn hộ cao cấp là không có dự án nào mà không có sảnh tiếp đón mà trần cao hết đúng không? Tuy nhiên thì đối với quan cũng là chúng ta không có sảnh tiếp đón mà chỉ có một cái sảnh visitor nhỏ nhỏ thôi đúng không? Thì thật ra là đối với em thì cái này đúng là nó sẽ hơi thiếu sót một chút xíu, nhưng mà chất là nó cũng sẽ tùy vào khách hàng thôi. Và đối với họ là cái yếu tố đó nó không phải là cái yếu tố quan trọng nhất trong cái việc mà họ xem xét là mua hay không mua sản phẩm này. Tại vì ngoài cái thiếu sót đó thì nó còn rất là nhiều những cái điểm mạnh khác, ngoài những cái việc là về cái tiện ích của nó, về chất lượng căn hộ, về cái tầm view, thì mình còn nói đến về phần giá nữa. Tức là về phần giá của Wanbenda so với các dự án trong khu vực là nó hiện tại đang rất là tốt. Và người ta sẽ xét đến một cái yếu tố nữa, rất là về phía dòng tiền của dự án. Tức là không, bây hiện tại là bây giờ đối với những cái vị trí như vậy, mọi người tưởng tượng là mọi người quanh vòng một cái vòng tròn, nếu mà không quận 2 thì có thể là quận 4 hoặc là những quận phía bên trong, mà mình có thể di chuyển về phía bên trung tâm quận 1, thì cái dự án của mình nó có cái mức giá nó rất là đối với quan của mình là cái mức giá là mặc dù vị trí của nó rất là đẹp đi, view của nó rất là đẹp, nhưng mà cái mức giá của nó là chỉ dao động từ 75 cho đến 85 triệu một mét vuông thôi. Và trong khi là những cái các loại dự án căn hộ cao cấp cùng cái phân khúc đó, cùng với lại cái cự ly về vị trí đó, thì là thường nó phải dao động khoảng là từ 95 cho đến 120 triệu. Thì mình thấy là cái mức giá của mình nó còn khá. Dạ, 75 là nếu như mà mình mua chuyển nhượng là 75 là đã có một căn phòng rồi. Nào ông, thì như hồi đầu em cũng có nói là điểm mạnh của em là về marketing, thì chúng khách hàng cũng như là về PR, những cái kênh mà mình đang làm, PR cái sản phẩm mà mình đang làm, tìm kiếm khách hàng, duy trì mối quan hệ với chủ nhà, thì em rất là mạnh về những cái vấn đề đó. Thì em không thấy ai hỏi á, thì không biết là có ai muốn nhân cái cơ hội này để hỏi một cái gì đó liên quan để em có thể góp được một chút giá trị cho buổi ngày hôm nay đúng không ạ? Hello, các chị ơi, các chị nhà có câu hỏi liên quan về marketing kiếm khách hả? Chuyên môn về kiếm khách và marketing của resale thì có thể hỏi nha. Cho em hỏi chị Oanh là mình có những kênh nào mà tìm khách hàng mà hiệu quả mà chi phí nó sẽ không đồng thôi. Đây là một câu hỏi rất là thực tế. Thật ra là mặc dù em là marketing và trước giờ em cũng chạy rất là nhiều campaign marketing tốn tiền, nhưng mà đúng là từ đầu năm đến giờ là em không xài một cái đồng tiền nào cho quảng cáo hết. Tức là em cũng hướng tới cái xu hướng đó là làm sao đó để tìm kiếm khách hàng không đồng. Nếu mà bạn hỏi là có những kênh nào đúng không ạ? Thì đầu tiên là mình sẽ nói đến những cái kênh mà chúng ta thường hay làm nhất nha. Đăng tin cũng vẫn mất tiền hay, nhưng mà không nhiều lắm nhỉ. Đăng tin trên các nền tảng đăng tin. Tiếp theo nữa là mình sẽ có shipping. Shipping là mình sẽ đi đăng ở trên những cái hội nhóm, kể cả là Zalo, Facebook, về những cái LinkedIn. Đó thì mình sẽ đăng tin, mình phủ sóng toàn bộ cái kênh đăng tin này vậy, chứ mà rất là hiệu quả nha. Nếu như mà mình có được những cái sản phẩm gọi là đó là sản phẩm có giá trị tốt thì cái việc đăng tin của mình phủ sóng toàn bộ, tức là cái mình phải quan trọng đến cái việc là mình phủ nhiều góc nhất có thể, và mình phải phủ với một cái tần số
còn tôi không muốn thì tôi quên thì tôi không ăn. Tức là mình phải nhớ làm sao mọi người biết rằng là cái hành vi của cái người khách hàng là họ có thể vào các lướt nào, và họ lướt là họ không chỉ lướt những cái tin đầu tiên đâu, mà họ sẽ lướt rất là nhiều, và họ xem là cái bạn nào là cái bạn mà thường xuyên đăng nhất, và cái bạn nào là cái bạn mà có cái listing khác với những cái bạn khác. Tức là có thể sẽ có một cái listing được 5-7 bạn đăng, mình cũng là một trong số những người đó, nhưng sẽ có những cái listing mà chỉ có một mình đăng thôi, thì mình phải biết được là mình phải cố gắng đăng một cái tần suất đăng nhiều nhất có thể thì càng tốt. Nhưng mà hiện tại thật ra đối với những group cư dân mà hiện tại mình đang đăng ấy, thì mọi người sẽ gặp những cái trường hợp như sau. Đó là những cái group đó thì chắc chắn nó được sở hữu bởi bạn môi giới nào đó, thì chắc chắn là đến một lúc nào đấy bạn ấy đã đặt thông tin rồi, thì bạn ấy sẽ chỉ để những tin bạn ấy đăng thôi. Thì bạn ấy sẽ không duyệt bài cho mình nữa, thì lúc này cái sân chơi này mình không cho vào được nữa, đúng không ạ? Thì lúc đó là mình sợ tự tạo sân chơi cho mình, cũng là một ý tưởng. Mọi người cũng có thể đối với việc mà mình tự tạo group cho mình ấy, thì nó chỉ thì nó rất là ít thôi, nhưng mà mình phải biết làm sao mình nuôi dưỡng group đấy. Thì khi mà mình bóp bài group thì mình có thể suy nghĩ đến cái tình huống là mình bóp bằng video hoặc là bóp bằng những cái nội dung không giống với người khác, thì đó là cái đặc điểm để thu hút được khách hàng. Tại sao họ nhắn tin cho mình? Ngoài khách hàng đang được kiếm được ở trên những cái group Facebook đó là khách hàng và chủ nhà nữa. Bản thân em là em được rất là nhiều, em đi theo cái hướng như thế này nè, là em sẽ làm cái chiến lược marketing của mình để làm sao người ta tự tìm đến mình, chứ em rất ít khi tự tìm đến người ta. Tự tìm đến là mình có thể là telesale này, spam, hoặc là mình là email marketing nhiều cách. Thì chủ yếu là mình sẽ làm sao để tự tìm đến mình. Thì cái cách đấy là đầu tiên là setting ha, đăng tin setting. Tiếp theo đó là mình sẽ có thể tìm đến là mình làm video marketing. Video marketing là cái mà em mạnh nhất ha. Thì video marketing hiện tại là mình đang có những kênh mà có thể khai thác như là YouTube này, TikTok này và Facebook là mình có Reel, hoặc là mình có thể đăng lên Instagram cũng được, LinkedIn cũng được nha. LinkedIn là bây giờ là nó đang là một cái công cụ khá là hay và mới để cho mình có thể làm. Nhưng mà đối với từng cái hiện tại đó, là mình sẽ phải có cái hướng nội dung nó khác nhau một chút xíu, chứ là sẽ không giống nhau. Nhưng mà cái mà em hiện tại lấy hiệu quả nhất nha là kênh TikTok và kênh Reel Facebook nha mọi người. Cái Reel Facebook là cái short video mình đăng lên đó. Còn YouTube cũng vậy, YouTube bây giờ nó có cả video dài và video ngắn. Thì ở đây đa số anh chị mình là sẽ rất là ngại đăng video dài, để mình có thể edit được cái quay hoặc là ngại cái sự kiện này đó, thì mình có thể bỏ qua một cái, thì sự nó cũng hơi vất vả rồi. Thì mình sẽ có thể nghĩ đến cái việc là mình đăng short. Đối với cái short thì nó chỉ có 60 giây thôi, hoặc là TikTok thì mình chỉ làm video khoảng dưới 3 phút thôi đó. Thì đối với những cái kênh này thì nó sẽ đặc biệt hiệu quả đối với mình làm cho thuê nha. Cho thuê là mình đăng lên thì mình chỉ cần làm sao có những cái góc quay nó đẹp một chút xíu, có mặt thì không có mặt cũng được. Thì cái việc mà mình viral được cái lượt click cho cái video của mình ấy, thì là cái khách hàng họ sẽ nhận đến với mình rất nhiều. Ngoài ra là hiện tại mình đang có rất là nhiều cái công cụ hỗ trợ của bên Ela này, Kenzo này, hay là Scam 360 gì đấy, thì em thấy là cái video nó sẽ trở nên đặc biệt hơn, thì khiến cho mọi người biết được mà nhờ video và nhờ sự tập trung. Tức là đối với quan bên Na là em đã có không biết bao nhiêu video ngắn dài cho các quan bên Na, và nhờ cái đấy là em còn có khách hàng đã đi xem với một người môi giới khác rồi, trả giá căn đó rồi nhưng mà trả không được. Nhưng mà cuối cùng là họ tìm đến em này, thì họ biết là em là cái chuyên gia của cái marketing và của cái tay quan bên Na đó. Họ biết rằng là em rất là chung cái dự án đó, nên họ tìm đến em nhờ em trả giá. Thì cái hay về cái chỗ này nữa là hiện tại nha, em nghĩ là cái này em sẽ chia sẻ cho mọi người vì em đã tận tâm cách với nó luôn. Trong cái team Universe của em thì em được tài trợ đầy đủ hết tư luôn, là từ cái Scam 360 này, rồi em đi đâu em cũng sẽ mang theo điện thoại đi quay clip, rồi em sẽ có cái gimbal mà mình cầm để mình quay cha nó không bị chấn rung, này, rồi có cái mic nữa. Thì một mình em ha, một cái túi chuẩn to chà bá như thế này, sau mỗi lần mà em hẹn được lên quay phim chủ nhà đó, là em sẽ xách theo cái túi đấy và em sẽ làm đầy đủ các bước. Nó mất phải đâu đấy một nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ ấy. Nhưng mà hồi xưa là mình nghĩ là mình lên mặt chủ nhà là làm sao mình đi nhanh đi, không làm phiền họ,
điều là họ không hề thấy phiền nha, mà lúc nào họ cũng vậy, ôi em một mình không lại mà em làm được hết với cái này ạ, chị yên tâm em một mình em có cân bao đúng người. Cái bắt đầu là mình cũng làm scan quét này nọ rồi mọi người, rồi xong con nhỏ này nó chuyên nghiệp thế là bắt đầu cô thứ hai họ hỏi cái này là cái em muốn hỏi em là mình công ty nào vậy. Thế thường là mình đi lên là họ đâu biết mình là công ty nào đâu, họ chỉ biết mình là môi giới thôi. Bắt đầu lúc này em sẽ cắt xong họ nghe em là bên kia ở Việt Nam, bên em mới là 3.000 môi giới rồi làm này làm kia. Lúc đó là họ nhớ từ đầu là cô gái này rất là chuyên nghiệp và cô gái này là có một cái đội ngũ mạnh phía sau, tức là mình tổ thôi là cũng đã làm hết mọi thứ rồi. Thì lúc này á chủ nhà họ sẽ hỏi em hết việc về thị trường này thì thị trường kia và hiện tại ra sao vân 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 vân. Lúc đó là cái cơ hội để em bắt đầu nói về sản phẩm sơ cấp. Nhưng mà em không thật sự là em đang tập trung quan, nhưng mà em đi rất nhiều dự án nha. À, tại vì nguyên em cũng đang đi đổi với chung cua đều đi vào nhiều lắm. Thì lúc đó là bởi vậy nên là cái đặc thù của một người vừa biết sơ cấp và một người biết thứ cấp á, là mình sẽ cần vợt được những cái khách hàng thứ cấp của mình để chuyển thành khách hàng sơ cấp rất là tốt. Bởi vậy nên là bất cứ một cái cơ hội nào em đều muốn bỏ lỡ để mà có thể sớm được cái sản phẩm mà em đang bán. Thì ngoài ra là khi mà mình sẽ tăng được uy tín với khách hàng. Thật ra ngồi ở đây không biết là hai anh chị làm thứ cấp lâu chưa, nhưng mà em khuyên một điều là nếu mà mình làm thứ cấp là mọi người phải nhớ một điều là chúng ta bằng mọi giá hoặc là bất cứ một cơ hội nào có thể gặp được chủ nhà thì mình phải làm, và mình có thể khai thác được thông tin gì, làm thân được gì với họ là mình phải làm. Thì để mà làm được những điều đấy thì mình cần phải có những cái công cụ hỗ trợ để cho họ thấy là mình chuyên nghiệp và mình có giá trị. Thì hiện tại em thấy Eva đã cung cấp đủ cho mình rồi, mình chỉ cần mang đấy thôi và để khoe với họ là mình khác với người khác. Thì hiện tại là em đang đạt được cái em cảm thấy được cái sự hiệu quả, tức là em mới áp dụng nó chỉ khoảng 2 tháng gần đây thôi và em thấy rất là hiệu quả. Tức là mình vừa có thể họ gửi thêm rất là nhiều hàng cho mình và họ có cái sự cung cấp những tin của mình luôn, họ rất là tin vào mình nha. Em biết mọi người có gặp cái trường hợp là mình nhận những cái listing mà mình biết được là cái listing này giá nó chưa tốt lắm, nhưng mà mình không có dám nói chủ nhà là chị ơi cái giá này là giá chưa tốt, chị muốn bán nhanh hay chị muốn bán chậm thế để chị xuống giá để chị điều chỉnh giá đi. Thì lúc này á, nếu như mà mình giống như vừa nãy nói là mình flex được là cái background như thế nào thì họ sẽ tin tưởng để họ nghe cái lời khuyên của mình, thậm chí là họ hỏi mình thật ra à chị giao cái này là 9 triệu một tháng và em có dám đi đến không, em hỏi. Thì chắc chắn câu đầu tiên mình hỏi là nhưng mà chị muốn ra nhanh hay không chậm, em sẽ không bao giờ nói được không được. Nên em hỏi là họ muốn gì, muốn ra nhanh hay là chậm nhá. Thì chị cũng không gấp lắm hoặc là chị đang rất là gấp rồi, nên đấy mình dựa trên tình huống đấy mình mới khuyên cái giá thôi. Và luôn luôn em sẽ cập nhật cái CMA chuyển cho họ. CMA ở đây là mình phải biết được là đang đối với dự án đó ăn một phòng giá như thế nào, giao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu, hai phòng giá như thế nào, ba phòng giá như thế nào, rồi các dự án lân cận nó đang giá như thế nào, tại sao mà bên đó họ có giá đấy, tại sao mình có giá đấy. Thì lúc đấy là họ sẽ nghe được. Bởi vậy nên là em sẽ luôn có những cái listing là nó giá tốt hơn so với những mặt khác. Thì đấy giống như em nói một listing 5 người đăng mà tại sao mình không nói đăng 18 triệu ở bên là đăng 19 triệu thì mình hỏi đến em đúng không ạ. Thì lúc đó là mình sẽ có được cái lượng khách hàng và chủ nhà họ cũng sẽ tự tìm đến được rất là nhiều. Rồi tiếp theo ạ. Sẽ có một cái kênh nữa sẽ hiệu quả cho về phần thứ cấp, đó là vì mình sẽ làm website SEO á. Tức là nhưng cái này thì không phải ai cũng sẽ làm được. Nhưng mà nếu như mà mình đã có những cái chút ít hiểu biết và mình có những cái vốn đầu tư ban đầu để mình làm một website, mình thường xuyên mình đăng tin lên, mình để ý về những cái từ khóa của nó, thì mà mình có thể làm á, thì cái việc mà đối với những cái dự án là không bị cạnh tranh nhiều thì lúc này là mình sẽ có những khách hàng organic rất là nhiều. Vì cái đặc thù ai cũng sẽ lên là sẽ search lên trên Google thôi. Đương nhiên là nhiều khi người ta sẽ bỏ qua những cái về bất động sản con giống như em, người ta kéo xuống thì sẽ gặp đến mình. Vậy chứ rất là nhiều nha, rất là nhiều. Với lại là đối với em nghĩ bây giờ là cái xu hướng của chúng ta là mọi người nên tập trung là sao để khách hàng chủ động của mình. Chứ còn nếu như mà mình cứ tiếp tục theo đuổi cái phương thức là để cho mình chủ động đi tìm khách hàng thì mình sẽ rất mất rất là nhiều chi phí và mình sẽ theo không kịp những người, ví dụ như vậy, những người như em mà mình sẽ theo không kịp, sau này dần dần mình sẽ thay thế, đúng không ạ? Thì
mình phải tập trung làm sao bây giờ mình phải định hướng là làm sao để tôi phát triển cái thương hiệu cá nhân của tôi phát triển những cái kênh thì khách hàng của tôi theo hướng là khách hàng sau này họ sẽ tìm đến tôi có gì đặc biệt, tôi mang lại giá trị gì cho họ, thì cái đó là cái điều mà Ela sẽ support cho mình, tức là mình sẽ có đầy những cái công cụ, những cái hướng nội dung, cái việc mà mình làm các nội dung như nào cũng cần phải có được cái sự trong chủ ở trong đấy, chứ cũng không nên là tập khuôn rồi mình cũng phải làm sao đó mà phát triển được cái kỹ năng để giao tiếp với chủ nhà, với khách hàng. Mà rất là nhiều em làm việc nếu mà em có nội dung này và em cũng có làm cái điều gì ở điều hành vài tin nhỏ, thì có rất là nhiều người họ rất là thành công trong cái thị trường là nhà phố nha mọi người, nhà phố những cấp trước đó, nhưng mà họ rất chật vật trong cái việc là làm sao để họ chuyển qua sơ cấp, thì tại vì là họ không biết cách họ khai thác cái khách hàng mà cái chủ nhà họ đang có để mà họ đưa qua sơ cấp sơ cấp. Đối với em là bây giờ em chia sẻ với mình nha, trước giờ em chỉ bán sơ cấp thôi, thật sự là em không thể làm thứ cấp, bởi vì làm thứ cấp thì sẽ cần nhiều cái khâu giấy tờ hoặc là những cái cổ xét phía sau mà mình cảm thấy là nó rất là mất thời gian. Nhưng mà vì sao em lại làm thứ cấp? Bởi vì em nghèo mình phải làm thứ cấp thôi, đúng không? Thì nhưng mà đấy là một ý thôi, nhưng mà mọi người phải biết được là nếu là một người sale sơ cấp mà không biết thứ cấp, không phải là sale trung cấp, không phải là một cái người môi giới hiện thực. Nếu như bây giờ tôi bán cho anh 10 căn hộ, cái sau này anh bảo là em ơi em cho thuê dùng anh, em bán cho anh, em bảo cho người khác sẽ không được mỗi lần kinh doanh thì lúc đấy đâu được đâu. Hoặc là bây giờ nếu như mà để phục vụ anh nói đó là em mua 10 căn đi, em biết được là đối với cái dự án này, đối với những cái căn mà anh chọn sau này giá thuê nó sẽ như thế nào, cái chiến lược để em cho thuê dùng là cho thuê cho anh như thế nào, em bán cho như thế nào, em lập thì lúc đấy là mình phải có cả tiền thưởng thứ cấp và sơ cấp, thì lúc đó mình sẽ vừa bán được sơ cấp và vừa bán được thành phẩm, đúng không ạ? Đó, đấy là lý do mà tại là em làm cả bên thứ cấp. Thì khi mà mình đã biết được cả hai đồ thì cái kỹ năng gì mà mình làm sao đó mà chỉ cần họ hỏi một câu thôi là ngay lập tức mình có bài chuyển cái người chủ nhà đấy trở thành khách hàng mua sơ cấp cho mình. Cộng thêm nữa là bây giờ mọi người thấy là cái thị trường của mình nó đang khá là đứng, không làm thứ cấp mình sẽ không thể nào nuôi bản thân mình sống tiếp được, đúng không ạ? Nên vì bây giờ chỉ trừ trường hợp là ai đó họ đã có một cái tệp khách hàng quá là mạnh rồi, hoặc là họ đã có tiền tiết kiệm rồi, thôi tôi không cần, tôi cứ làm, tôi chờ sơ cấp vực dậy đi rồi tôi làm. Còn bây giờ trong cái thời gian mình chờ nó vực dậy, mình nuôi tệp khách hàng của mình để đến khi cái thị trường sơ cấp đi lên một cái dòng mình bắt đầu đi lên không, đúng không? Thì cảm ơn phần chia sẻ của chị. Hỏi là giải quyết trên đây quá gì khổ quá rồi. Thực ra cái tóm lại cái những cái ý chia sẻ của chị anh ở đây á, thì nếu như mình có học lớp anh thì chị anh đang bán hàng theo giá trị, tức là trong tất cả những môi giới ngoài kia 100.000, ví dụ 100.000 môi giới ngoài kia, bạn có thể đem lại giá trị gì cho chủ nhà, bạn có thể đem lại giá trị gì cho khách hàng, chứ không phải thời nay môi giới không phải là như hồi nãy cho anh chia sẻ là mình phải đi đánh đổi từng nhà từng nhà để có thể gọi cho hàng của mình, nhưng mình phải tiếp cận chủ động, tiếp cận những nhà ừ anh ơi em có thể làm cho anh quay một cái listing đúng không chị anh, có thể đem máy đi quay một cái nhà rất là đẹp, rồi bây giờ sau này khi mà chủ nhà có khách nó không cần phải dẫn khách đi được, mà mình có một cái công nghệ như con drone đó mình có thể là gửi nguyên đó cho khách, và có thể là khách có thể ở từ xa có thể truy cập và có thể xem nhà như thế nào, vừa tiết kiệm thời gian chủ nhà và vừa tiết kiệm thời gian cho môi giới. Thì EA cũng đang có hỗ trợ về đăng tin, hồi nãy chị Chủ Anh có chia sẻ về đăng tin trên những cái web đăng tin, ví dụ bất động sản.com hoặc là nhà tốt, thì bên EA cũng đang rất là hấp dẫn để hỗ trợ cho các anh chị agent để có thể là đăng tin và nhận khách. Và ngoài ra những cái ứng dụng như là Apple Prop, Momento hoặc là AirLab đều là những công nghệ mà hiện nay đặc quyền của Singapore để giúp đỡ những các anh chị đó. Thì trước khi mà mình kết thúc cái buổi và chia sẻ ngày hôm nay, nếu như mà chị chúng anh có thể là gửi một cái lời khuyên là cho các anh chị từ sơ cấp đến chuyển thành cách, thì cái lời khuyên đó sẽ là một lời khuyên là bắt đầu liền đi mọi người ơi, không phải chậm chân nha, bắt đầu liền.
Rất là ngắn gọn. Cái phần chia sẻ của chị Lan là mình tiên nhớ cái câu là muốn gặt hái được thành quả 5 năm sau thì mình phải trồng cây ngay từ bây giờ. Và cái hạ tầng của mình đó chính là đăng ký của chị Resell mọi người. Hồi nãy cái ý của chị Anh là chia sẻ là thấy thường chị quá một thân một mình gái và cầm máy quay rồi đi lên là một công sức bao của mình chi cực như chị. Bây giờ có chị Resell mười mấy người có thể hỗ trợ chị hoặc là bất cứ các anh chị agent nào trong Mira rất là đoàn kết, bởi vì mình là quán chém mình phải có được hỗ trợ Resell quá. Và mọi người nên nhớ rằng khi mà mình làm môi giới chân chính thì không có cần phân biệt sơ cấp, cơ cấp, có khách là cứ bán. Khi mà bán một cái sơ cấp, giống như này cho anh mới chia sẻ cái rất hay là khi mà mình bán một cái sản phẩm sơ cấp cho khách, mình có thể biết của khách là anh chị sau này muốn cho thuê được nhà của mình thì em có thể hỗ trợ cho anh chị luôn. Tức là lại là một cái phần trong lớp học của anh em liền. Đó là làm thế nào để có thể là khách nhớ tới mình, bất cứ cái gì khách cũng nhớ tới mình. Em có em chính bản thân em có một trường hợp khách gọi cho em Toàn ơi chị muốn đi gì chồng bây giờ luật sư kiếm cái đâu bạn đó, hoặc là anh Toàn ơi anh muốn tìm tài xế bây giờ anh đi kiếm cái đâu. Tức là mình giống như cái tổng đài vậy chứ anh, mình giống tổng đài hôm nay khi mà khách hàng nhá cần mình đó thì có thể là hỗ trợ được bất cứ mọi nơi. Và mình môi giới mình còn là khi mà mình làm sale mình hay có bị một cái sai lầm là mình đi tìm kiếm khách hàng mới nhưng mà mình quên mất cái cách chăm sóc khách hàng cũ. Nhưng mà chính những người khách hàng cũ mới là những người có thể giới thiệu khách cho mình một cách là thuyết phục nhất, người ta gọi là referrals. Và những cái truyền miệng khách có khách hàng cũ có cái một liền chồng một liền có cái word of mouth đúng không anh, là truyền miệng bằng cái truyền miệng khách này giới thiệu khách khách A giới thiệu khách B là ừ mẹ ơi tôi mới mua căn này cũng biết mấy anh đó bị luôn á, nó hỗ trợ người ta thì chết luôn, có gì muốn mua thì giới thiệu cho mày đó là cách mà nó có thêm hiệu quả nhất. Và thời buổi này thì mình sẽ không phải tốn tiền quá nhiều mình marketing, bởi vì có thể là đó sẽ không hiệu quả đúng không chị. Mình sẽ tập trung xây dựng một thương hiệu cá nhân, biến khách hàng, biến mình là một cái người môi giới có giá trị để khách hàng chủ nhà tìm tới mình, và đó là mới đúng là một cái nhà môi giới chân chính và nhà có tiền đó chị. Cho chị hỏi là căn phòng ngủ ở bên Quang Verena bây giờ cho thuê là bao nhiêu tiền? Nghĩa là động tác cơ bản thôi, không cần là phun nó xịn sò. Cho thuê từ 22 đến 30 triệu. Thế bây giờ như này, tức là cái trường hợp này là chị mới xử lý xong và có thể ví dụ như khách hàng nó là 22 đến 30 triệu thì chị đang hỏi em có tư cách không? Bắt đầu là em đã cho thuê cho bạn ấy một căn phòng ngủ hay thì đầu là bạn ấy nói là
bên quận 2 đi. Để chị, em biết một điều như này nha. Bên cửa sân á, tại vì mình mới biết rằng là bạn thật ra là bạn ấy biết vị trí của one bên đang rồi. Thì bên cửa sân thì nó sẽ rẻ hơn one một chút. Nhưng mà để sân là cũng phải 90 triệu là đối với căn studio, không phải là căn hộ. Rồi bên cửa sân cũng vậy, cửa sân là một cái mà thấp hơn nữa đó. Là căn hộ của nó cũng phải 90 triệu. Thì bắt đầu là em lên một cái kế hoạch như này, em sẽ cho bạn, tại vì bạn ấy cũng không có, trước đó là bạn thuê căn hộ dịch vụ, em muốn cho bạn ấy biết được là bài cố cái khu vực này thì đầu tiên mình phải em biết được là cái căn này là nó cái thị trường hiện tại là đối với những cái giá tiền hiện tại có những gì, thì em đi cho đi xem cái sân của số trước, em không cho xem quan trước nha. Thì sau khi em cùng bạn đi xem hai cái đó thì bạn cũng vẫn không ưng, tại vì là cái thiết kế nó không có đẹp, rồi cái căn hộ nó cũng hơi cũ, rồi cái diện tích cũng không được nhiều, thì em mới nói là em mới đánh vào cái giá trị rằng là cái nỗi đau của bạn ấy là bạn căn nhà đang ở cái nơi bạn ấy không muốn về. Thế em bảo là bây giờ chị nói em nghe này, cái chất lượng cuộc sống của nó phụ thuộc vào cái căn nhà có rất là nhiều. Thì tại vì em biết cái con người này là cái yếu tố về cái chất lượng sống của cái căn nhà của bạn ấy rất cao, nên em bảo là thay vì bây giờ em đi tập gym ở bên ngoài là em đã phải bỏ ra khoảng 4-5 triệu thì đấy, bạn nên tập PT nào đó 4-5 triệu không, PT là hình như là 10 triệu gì đó. Nói chung là bạn ấy bỏ rất là nhiều tiền trong mấy cái vấn đề về tiết kiệm bên ngoài. Rồi bạn ấy thuê cái căn đấy rồi thì bạn nghĩ là nó tối ưu thôi. Nhưng bạn là thay vì em bỏ tiền ra để đi bơi bên ngoài, đi tập tennis bên ngoài, đi gym bên ngoài, bây giờ em thuê một cái căn hộ. Em cộng với bạn chị đấy nhìn thấy vào, bắt đầu em thuê một cái căn hộ mà nó có cái view đẹp này, có cái giá trị hấp dẫn tốt này, thì lúc đấy nó sẽ khác. Thì lúc đấy bạn ấy cũng nhưng mà em nghĩ là như thế là hơi nhiều. Thì lúc đấy là em mới thăm dò thôi. Nhưng mọi người thấy là cái câu mà em nghĩ cũng thế nào hơn, có nghĩa là bạn vẫn đạt được cái mức ngân sách đấy là bạn có thể trả được, chỉ là bạn chưa sẵn sàng trả thôi. Thì sau khi em cho đi xem những cái căn kia xong thì em bắt đầu dắt thẳng ra bên quan bên nam và một cái căn đẹp nhất, và cái căn đấy là 14 triệu nè. Đó, thì lúc đấy là vào cái căn đấy thì em nâng cái cảm xúc bảo lên đấy, em thấy chưa, nhìn quá chị đẹp quá, nhưng mà mắt quá chị chờ em. Bây giờ em có một cái nơi mà cho em một lẽ được về cảm xúc của em, nó lên em được phong hô nữa, thì em ở căn này là quá tuyệt vời rồi. Khi mà em ở cái căn nhà nó tuyệt vời như vậy, bắt đầu phong thủy tốt thì em làm ăn được hơn, xong rồi tâm thế của em cũng tốt hơn. Em đi sống ảo chỉ nói với em không có góc nào mà không sống ảo được. Thế là kiểu vậy, bác chị rất là chốt. Thì em thấy là quan trọng là mình phải biết nỗi đau của họ là gì, và mình phải thăm dò xem là họ có lớn được hay không nữa. Họ một khi họ lớn được thì em nghĩ là mình bé. Còn cái khác của chị em thầy là đúng rồi, mà em đang điêu có một tí là khách hàng coi thôi, em mới điêu có một tí bên coi thôi. Thế còn cái bên chủ nhà thì sao? Bữa nãy giờ là em chưa điêu giá chủ nhà. Thì ý là chị cũng nói là đây là em mới điêu có một tí bên coi thôi. Nói đến cái này nha, biết em đang ở thuê ở quán bên anh Nam, một căn khu nội thất view siêu đẹp. Hôm nay các anh chị mà anh chị nào mà đang cần cái kỹ năng mà hơi yếu mà anh chị tham gia vào cái resale á, nâng cái kỹ năng đàm phán, cái kỹ năng view của anh chị rất là nhanh. Thực tế là mình hỏi quan ở đây là thương vị là một khách mời, nên thực ra là mình cũng cập nhật trải quá rất là nhiều cái thị trường resale rồi, nhà phố cũng làm rồi, biệt thự làm rồi, building làm rồi, tất cả mọi cái mình đều đã trải qua rồi. Thế cách ở đây mà để cho tất cả mọi người cùng nâng cao cái kỹ năng sale lên các đàm phán ấy, thì mọi người nên tham gia vào cái màn resell, cái màn chuyển nhượng, nó sẽ giúp cho mình trưởng thành rất là tốt. Cái chuyện mà đi bán hàng sơ cấp thì chùa tư ra giá bao nhiêu niêm yết nó đổi quy trình, chứ đi bán hàng là có hết rồi. Admin ở cái đi một tập đi còn resell ở đây á, là để cho mình làm cho cái tiền kiếm một tiền kiếm khách hàng của chốt một cái deal tầm cỡ 5-70 tỷ, mà còn theo công liên tầm cỡ 100 tỷ, mình có thể chốt trong vòng 24 giờ, nhưng cũng khó. Những cái hợp đồng cho thuê có 50 triệu thôi chốt nửa tháng. Thì đó là cái ở đây là em đang deal về một phía là khách hàng thuê. Còn bây giờ em liên diện độc quyền đối với khách hàng cho thuê, và em lại marketing được cái nguồn khách đồng lý thuê. Thế là vấn đề là em làm môi giới đàn, em đang làm sao không thiếu thì
Rồi. Vậy thì em sẽ nói đến cái điều gần nhất của em nha. Ok. Cũng khoe nha. Khoe thì nó dễ hơn là ra nhà đến, nhưng mà về bán thì nó sẽ bây giờ ví dụ như là về người khoe và người bán ấy, thì nó cũng sẽ phải dựa vào cái ví dụ như là cái người đang giao tiếp và cái người đang thương lượng đó, cái mục đích của họ là gì. Ví dụ như là bây giờ mình đang làm cái chỗ đi lên để làm chủ nhà, khi mà đối chủ nhà ấy chỉ cần hỏi vài ba câu thôi về cái công ty của chủ nhà ấy sẽ chuẩn chuẩn, em sẽ phân loại ra một cái loại của chủ nhà, đó là cho cái đường giá tốt thì tốt, còn cũng không nhất thiết là phải nhanh lắm đâu, bởi vì em cứ tìm đến chị muốn cho thuê đấy, nhưng mà không thuê thì được, thì cứ sao thì chờ thuê cũng được, cứ thì làm một kiểu khác. Cái kiểu thứ hai là anh cần có thuê thì được thuê gấp và chỉ có giá đấy thôi, tức là họ rất là chắc rồi, không cần được hỏi như thế nữa. Anh biết cái thị trường của em cũng phải nói nhiều, em chắc chắn sẽ làm việc ra được, thì đấy là hai chúng hai kiểu khác. Cái kiểu là không có phát thuê, cái kiểu là xác định rõ ràng như thế rồi. Thì đối với cái kiểu là khách hàng không có gì hết thì mình mới hỏi ra. Thường nha, em mà cứ luôn luôn là cửa nào em vẫn tìm cái cửa để em gặp họ, thì em sẽ khai thác được là bây giờ là cái căn này có phải là cái tài sản thứ nhất họ đang trong tay hay không, họ có phụ thuộc dòng tiền này hay không, họ còn tài sản nào khác không. Trước giờ họ có chuyên đầu tư cho bên căn hộ hay không, mình sẽ dựa vào cái nào đấy để biết được là đối với những người này là có đi cái giá được với họ hay không. Thì thường tại thời điểm đấy nha, cái nào em thấy cần tiêu tiền để bảo em thấy cần tiền em đi gọi không thôi, em để đấy em hiểu em biết thôi. Khi nào bắt đầu có khách hỏi á thì có khách hỏi. Thường thật sự bây giờ là đối với những cái dự án mà khách đi thuê bây giờ, ví dụ như em báo khách là 18 mét thì cỡ nào cũng bảo là em ơi 28 bao phí thì em trả từng xe, thường hay hai em hay đi như thế lắm, thì em cũng vẫn sẽ trả, em vẫn sẽ trả cho khách thì được. Thì bắt đầu họ chủ nhà họ sẽ ít, tuy nhiên là thường là sẽ không đồng ý ngay từ lần đầu tiên đâu. Nhưng mà trước đó em đã thăm dò họ rồi, để em biết được là cái người này có đi thuê hay không. Thì đầu tiên là mình sẽ, tại vì cái này nó sẽ nhiều cái trường hợp xảy ra, thì mình sẽ biết được là cái người này họ đang mong chờ cái điều gì, hoặc là họ nếu như họ cảm em cảm thấy là họ chỉ cần, họ thật ra là họ đang cần cái dòng tiền lớn là để đấy chống cái phí thôi mình cho thuê đi, nhưng mà mình cũng không nhất thiết là phải cái giá đấy. Em
hết mẹ. Nhưng ba coi còn phí mình chung quê